Trái đất là hành tinh có nhiều nước nhất trong tất cả các hành tinh. Do đó, đã có rất nhiều sinh vật, bao gồm cả con người, sinh ra trên trái đất. Nhưng nước, một nhân tố quan trọng cho sự sống, được tạo ra từ đâu? Cho đến nay, các nhà khoa học đã nghĩ rằng va chạm của các tiểu hành tinh có chứa nước là nguyên nhân chính. Nhưng chỉ với các tiểu hành tinh thì không đủ để giải thích lượng nước khổng lồ tồn tại trên trái đất. Có thể rằng nước trên trái đất được tạo ra từ một thứ gì đó mà chúng ta chưa từng nghĩ đến. Theo nghiên cứu cho đến nay, trái đất sơ khai rất giàu hydro và oxy. Nhưng theo thời gian, oxy vẫn còn trên trái đất, nhưng hầu hết hydro đã thoát ra ngoài vũ trụ. Nghĩa là ở giai đoạn đầu, trái đất không có khả năng tự tạo ra nước. Vì vậy, việc xem xét rằng nước trên trái đất đã được đưa vào từ bên ngoài là một quan điểm hợp lý. Các nhà khoa học chỉ ra tiểu hành tinh C, nơi chứa nước, là yếu tố bên ngoài. Thực tế, thông tin rằng tiểu hành tinh loại C chứa nhiều nước và khoáng vật hơn so với những gì được dự đoán đã được xác nhận. Nhưng vấn đề là nước có trong tiểu hành tinh này và nước trên trái đất không trùng khớp về thành phần. Để nói rõ hơn, nước trong tiểu hành tinh chứa nhiều hydro nặng 2H hơn so với nước trên trái đất. Nếu tiểu hành tinh là nguyên nhân chính tạo ra nước trên trái đất, thì lượng hydro nặng phải thấp hơn rất nhiều. Tất nhiên, ngoài vấn đề này, việc giải thích lượng nước lớn trên trái đất chỉ bằng va chạm của tiểu hành tinh cũng là không khả thi. Tuy nhiên, điều này chỉ ra rằng có khả năng nước trên trái đất có nguồn gốc từ nơi khác. Ví dụ như mặt trời thì sao? Dĩ nhiên, mặt trời không tạo ra nước trên trái đất một cách trực tiếp, nhưng nếu có sự tồn tại của gió mặt trời, solar wind, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Gần đây, các nhà khoa học đã phân tích mẫu từ tiểu hành tinh được phát hiện vào năm 2010 có tên là Itokawa. Mẫu này được thu thập từ bề mặt của tiểu hành tinh loại S, được cấu thành từ bụi silicate. Kết quả phân tích mẫu làm cho mọi người đều kinh ngạc, nước được phát hiện bên trong những hạt bụi này. Và các nhà khoa học đã kết luận rằng nước được tạo ra bởi các ion hydro. Lý do là khi silicate tiếp xúc với ion hydro, nước được tạo ra. Duy nhất ion hydro mới có thể tạo ra nước trên bề mặt của tiểu hành tinh được phủ bởi silicate. Rất nhiều ion hydro có trong gió mặt trời. Nói cách khác, lượng nước này được tạo ra bởi gió mặt trời. Ngoài ra, nước tìm thấy trên tiểu hành tinh này có hàm lượng deuterium rất thấp. Trong gió mặt trời, hydro thông thường được tìm thấy nhiều, nhưng lượng deuterium thì rất ít. Vậy nên, dựa trên các kết quả này, chúng ta hãy cùng xem xét lại thời kỳ sơ khai của hệ mặt trời một lần nữa. Trong giai đoạn ban đầu sau khi hình thành, hệ mặt trời có rất nhiều hành tinh. Các tiểu hành tinh này va chạm với nhau tạo ra rất nhiều bụi silicate. Bụi này đã tiếp xúc với gió mặt trời trong một thời gian dài và tạo ra nước. Đồng thời, trái đất đã liên tục thu nhận bụi này trong quá trình quay quanh mặt trời. Lượng bụi thu nhận vào lúc đó đã đủ để tạo ra một lượng nước đáng kể. Các nhà khoa học ước tính rằng khoảng 56-72% lượng nước trên trái đất đã được tạo ra trong giai đoạn này. Và những quá trình như thế này cũng giải thích tại sao có nước trên mặt trăng dù ở đó không có khí. Như vậy, mặt trời đã đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra nước trên trái đất. Và mặt trời vẫn tiếp tục hỗ trợ cho sự sống trên trái đất thông qua nhiều cách khác nhau. Nếu có một vị thần đối với con người, thì có lẽ mặt trời chính là một trong những tồn tại gần gũi nhất với vị thần đó. Các bạn đang tò mò về điều gì? Hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ đem đến những video thật bổ ích. Snack, KHOA Học là channel về sự hình thành và phát triển của trái đất, thế giới bên ngoài trái đất và những thế lực vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu bạn thích video này, hãy like và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.